xin chào bà con cô bác và quý vị gần xa thân mến. Hôm nay Quy Lốc Thắng miền Tây đã đến nhà chú Kỳ tiếp tục. Thì theo ước nguyện của chú Kỳ là chú Kỳ nằm ghế bố thì nó khó nằm quá quý vị. Thì chú Kỳ ước được có một miếng dán bộ ngựa nhỏ để vừa cái khung cái nhà của chú. Thì hôm nay anh em mình cũng tiếp tục để theo ước nguyện của chú là đóng một cái bộ ngựa nhỏ để cho chú nằm. Thì chú ước mơ một cái nữa là chú có được một cây nước. Thì một cây nước đóng tại nơi chú ở để cho chú sinh hoạt hàng ngày có nước sạch để dùng. Thì hôm nay cùng mình cũng kêu gọi cô chú Mạnh Thường Quân gần xa thấy cái clip này. Thì mong có ai có lòng hảo tâm giúp chú, muốn giúp chú thì đóng cho chú một cây nước để cho chú sinh hoạt hàng ngày. Chứ mỗi lần chú đi nấu thì phải chú đi sớm sau để xin người ta những cái thùng nước về thì nó rất quá quả và cực khổ cho chú. Chú năm nay cũng 69 tuổi rồi quý vị. Thì hôm nay mình cũng lại tiếp tục để giúp chú. Thì nhờ có chú Mạnh Thường Quân thấy cái clip của mình và cũng một lòng Bồ Tát cũng giúp chú những cái gì chú thích. Thì nhờ cô chú Mạnh Thường Quân hôm nay mình sẽ thực hiện theo lời ước của chú thì mua cái bộ ngựa. Thì hôm nay mình tiếp tục lại để chở vô cho chú tới nhà luôn. Thì mời cô chú theo dõi video của mình nha. Chào và mua cái bình thủy cho chú nữa các bạn. Để cho chú ăn mì lúc tháng mưa đó. Chứ mỗi lần ấy là chú nấu cực khổ quá. Chú mình cũng có mua lò ga mà nhưng chú không xài thì chú sợ hao ga quý vị. Thì tháng mưa này thì kiếm củi rất vất vả. Thì mong cô chú Mạnh Thường Quân thấy gần xa thấy anh chị rồi đó muốn giúp chú thì cho chú một cây nước nữa để cho chú có nước sạch sinh hoạt hàng ngày nhé. Mời cô chú cùng mình theo dõi video này. Chào. Để tiếp tục video mình có cái gửi đến cô chú và anh chị để có một lòng hướng thiện để muốn giúp chú Kỳ sống trong bụi rừng Sóc Trăng trên 40 năm này. Quý vị, hôm nay mình lại tới trại cây để mình mua dán để đóng cái bộ ngựa cho chú Kỳ nằm này nha quý vị. Thì cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền thì anh em mình lại tới đây để coi miếng dán nào cho chú đóng bộ ngựa cho chú nằm được thì anh em mình vô xem nha. Này ngay trại cây luôn quý vị. Coi biết chỗ này gì vậy? Cái đó để tôi chận ba hổm tôi lấy tôi. Đây máy cưa lớn luôn. Thì chút nữa nó làm chân làm gì đó là làm cây tạp thôi á, làm cây dầu đỡ đi thôi. À, anh em đang cưa dán để chuẩn bị làm cái bộ ngựa cho chú Kỵ nằm nha các cô quý vị. Đây mình vô ngay chạy cưa và chạy lớn luôn nha các bạn để coi miếng dán nào vừa với kích cỡ của nhà chú Kỵ đó thì mình mua dán đóng cho chú Kỵ nha các bạn. Thì ghế bố chú Kỵ nói nằm không êm thì anh em mình có số tiền Mạnh Thường Quân cho đó thì làm cho chú Kỵ một cái bộ ngựa nhỏ thôi các bạn. Không luôn. Hả? Giờ đang bà hàng bởi vì với lại làm mình không có đó, mình không có thông tin. Rồi mình làm ai coi?
là mày có thông tin mới làm được. Đi sang tin là thầy tí nữa mướn xe ông này chở đi ông vậy. Đứng đợi đây, đứng đợi. Hơi lần làm phiền á. Đây đang đóng kệ đây. Vô khoa anh này nghỉ đi cái kia. Không mà lâu lâu cũng phải chen vô chứ. Ờ. Chen vô coi cho này. Tới ghe đua mấy qua qua ghe đua. Ở mướn xe chở cho chú Kỵ luôn nha cô quý vị. Chở đi cho chú Kỵ luôn nha quý vị. Tiền giám chân luôn 435. Tiền công cũng như cho chú 165 đi. Ha. Rồi là 600 600 chẳng. Tổng cộng 600 chẳng ha. Rồi cái này thì cũng cảm ơn chú. Rồi là chú cũng làm tiếp cho. Tình anh em. Dạ. Cảm ơn chú ha. Rẻ ghê luôn. Quá trời. Đã từ thiện. Dạ. Mình làm từ thiện mà mình hộ cộng tác rồi chứ đâu có tính mắt được. Dạ dạ. Nên cũng là vậy. Rồi mai mốt quá có cái nghiệp cái nào có con lại đóng nữa vậy đó. Nên tổng cộng là 600 ngàn, cái này cũng rất là rẻ luôn cô bác. Quá rẻ thấy không, nãy nói dạ. Chịu mấy bây giờ chú bớt, chú cũng làm từ thiện luôn ha. Bấm tiếp đi. Ê, bấm tắt chưa? Tắt luôn đi. Mấy 125 hay là 100 chú chỉ lấy tiền gián thôi thì 435 ngàn, thì tiền công chú lấy thêm 165 đúng rồi, 165 là đây xe kéo bộ ngựa vô tới nhà chú Kỵ Trần Ai Lai khổ luôn quý vị ơi. Đây thì cũng có một anh này cũng rất rất làm phước luôn quý vị. Ban đầu thì nói giá 300, sau này ăn có 200 thôi các bạn, thì chở lại tới nhà chú Kỵ luôn đây quý vị. Chú Kỵ nằm ghế bố, chú Kỵ nói là khó nằm. Anh em thì có số tiền mạnh thường quân thì đóng cho chú một cái bồ ngựa nhỏ để chú nằm mà cho nó thoải mái quý vị. Đây, rất nặng luôn quý vị. Đây, mướn xe chở vô tới chỗ luôn nha quý vị. Đây. Thì mong cô chú mạnh thường quân thấy cái clip này thì tôi cầu mong đồ cô chú có lòng hảo tâm thì cho chú một cái... cây nước để chú xài, cây nước sạch để cho chú đóng tại miếng đất chú đang sống luôn quý vị. Thì còn nhà thì từ từ anh em mình sẽ tính, có cô chú Mạnh Thường Quân cũng cho tiền cất nhà rồi mà, nhưng mà để làm giấy tờ và anh em ký tên rồi với chủ đất ký thì anh em mình sẽ tiến hành làm nhà cho chú. Còn cầu mong cô chú Mạnh Thường Quân gần xa thấy cái clip này thì đóng cho chú một cây nước để cho chú xài. Không có cần đi xin ai mà xa xôi quá quý vị. Đây. Mình tiếp tục lại nhà tới chú Kỵ mà chú Kỵ không có nhà quý vị. Để chạy qua quán bên kêu ổng coi chắc ổng đi đâu à. Đi qua quán kêu ổng hay gì ta? Anh chạy đi qua quán cái đây khó không quá. Rồi ờ ăn rất rẻ luôn quý vị. Thì anh này cũng làm phước nữa thì ban đầu nói ăn 300 giờ bớt 100 còn 200 rất là rồi, cảm ơn nha. Ảnh lại cũng làm phước. Chú Kỵ mà chú Kỵ không có nhà nữa. Từ Đại Ngãi xuống tới đây đấy.
nó vô cũng hơi xấu nữa, cái phần này sụp thôi. Đó là mấy chân. Quá nặng luôn. Quá nặng. Cũng cảm ơn anh xe kéo rất có tấm lòng Bồ Tát bớt 100.000 cho chú Kỳ nữa quý vị. Thì rất mừng. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái đường này vô rất cực khổ luôn quý vị ạ. Đây xình quá cô anh chị. Vô trần ai lai khổ luôn quý vị, thì cũng gắng cố gắng để cũng anh này cũng gắng làm phước, cũng gắng chạy vô trần ai luôn coi xình bùng không quý vị. Đây làm rất chắc chắn luôn ha. Coi cái bộ đế nè, cái bộ chân làm rất chắc chắn luôn. Đây bộ ngựa. Vừa chỗ nhà chú luôn, vừa không gian nhà chú nằm luôn. Chú đi tiệm mà chút nữa chú sẽ về thôi. Thôi chú. Đồ, ngày đi phải ao. Ao lính lính nha. Và nghe lép bố. Quá nặng à. Thôi anh ăn sao bấy thôi. Cái này nặng lắm á quý vị. Đó thì để anh Thắng tiếp kinh độ chú vô. Chú nói 1m8 mà không có đủ rồi. Chú nói dán là phải 2m. Chú không cần đo mà chú có thể biết được luôn á cô bác anh chị, thật sự là rất là siêu luôn. Trời hơi tối rồi. Trời hơi tối rồi cô bác anh chị ha. Không cảm. Cái đá là phải là phía thước à? Không, chú cơ nó nằm lọt vô đây nè. Cho nó lọt vô đây nè. À, chú nói là cái phần dán là phải 2 thước là mới đúng với quy cách của nó, nhưng mà nhà của chú nè thấy nó nhỏ như thế này đòi 2 thước nữa. Không không, cái này chú lấy cái gì kê chính giữa thêm nhé, cái này dính mũ xài á. Lấy gì tao ra được không mũ đó? Được hả? Cái này 2 thước rồi không. Sao mà có chỗ nè mũ cho ba chốt là chú lấy cái gì kê được vậy? Được rồi đó. Thì chú nói là 2 thước cũng được. 2 thước cũng được. Ý là ngồi thử ra. Để chú nói cho nó đủ 2 thước. Rồi còn chú muốn cứng chú muốn nữa thì chính giữa. Để thêm lấy cái này chính giữa trái nữa. Để nữa lấy thêm cái chân đó để kêu ông làm thêm cái chân đó để giữa. Nếu hơi thưa là như chân, nếu muốn tới đấy bu. Không chú kê lên được phải không? Hay thêm cái đá to bu lúc ba đấy. Bu. Thì để cái đá to phía không biết cầm gì cho nó ngập trái ơi. Bờ. Rồi to phía chứ mà đặt đi buồn hả? Bờ. Thì mà chú ngủ mình ên nhiêu đó là đủ rồi. Chứ không gan rộng quá thì cũng được, dài quá cũng được. Tao dễ đâu thôi. Rồi rồi. Hay là nhá, hơi vô chân thêm đặt hàng đảo là bu mới tới này. Hả? Vô chân thêm mới.